quý vị và các bạn giúp nông dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy đã chú trọng khai thác điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, tích cực vận động người dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, qua đó tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Là xã biên giới đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm thấp, mức sống của người dân còn thấp, kết cấu hạ tầng vừa thiếu và chưa đồng bộ. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Vì vậy, triển khai chương trình nông thôn mới ở xã Morai gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, xác định mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao đời sống người dân. Xã Morai đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của địa phương hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vào thời điểm này, vườn sầu riêng của anh Nguyễn Đình Văn ở làng Cờ Đin đang vào độ thu hoạch. Nhờ học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua sách báo và của những người đi trước, đồng thời mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên vườn sầu riêng cho trái đạt chất lượng, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm nay là năm bói đầu tiên thì tôi dự định khoảng 300 cây ra trái bói thì bình quân mỗi cây là đạt tiêu chí là khoảng 30 cân. Thì 30 cân này thì là được tổng khoảng 1 tấn tấn trái năm nay. thì tôi cảm thấy rằng là mang cái lợi nhuận rất là cao. Trong mùa đầu thì cảm thấy rằng là cũng đạt như mong muốn đó, của gia đình. Diện tích này trước đây gia đình anh Văn trồng mì và một số cây trồng khác. Tuy nhiên qua nhiều năm, nhận thấy cây mì không mang lại hiệu quả kinh tế. Đất ngày càng bạc màu nên gia đình anh Văn quyết định chuyển 8 hecta trồng mì sang trồng cây sầu riêng. Giống sầu riêng được anh lựa chọn là Ri6, Dona và sầu riêng Thái. Đây đều là những giống cơm vàng hạt lép được thị trường ưa chuộng ước tính trong vụ đầu xuất bán gia đình anh thu về khoảng 250 đến 300 triệu đồng. Sau quá trình cải tạo thì đến hiện tại tôi trồng số riêng thì thấy cũng rất là phù hợp và cũng cải tạo đất bằng các loại phân bón hữu cơ sinh học. Thấy đến giờ phút này thì cây cũng phát triển rất là tốt và cũng đạt như là cái mong muốn. Của gia đình. diện tích trồng sầu riêng này là gia đình tôi trồng là 8 hecta đến hiện tại là tròn 4 năm tuổi thì tôi cảm thấy rằng là cũng thấy cây trồng ở vùng đất này rất là phù hợp với cây sầu riêng so với trồng mì trồng cây công nghiệp khác cao su là cây sầu riêng mang cả cái hiệu quả lúc ban đầu rất là tốt được chính quyền địa phương định hướng, vài năm trở lại đây, anh A Thái ở làng Le chuyển đổi từ cây nông nghiệp ngắn ngày sang trồng nhiều loại cây cho thu nhập cao như điều, cao su, cà phê. Từ một hộ gia đình khó khăn, thu nhập chỉ vỏn vẹn vài chục triệu đồng một năm. Nay, gia đình anh Thái thu nhập vài trăm triệu đồng một năm. Số tiền tích lũy được, vợ chồng anh mua thêm đất rẫy. Dân ra, diện tích đất rẫy của gia đình đã mở rộng hơn 15 hectare để phát triển kinh tế để tăng nâng cao thu nhập cho kinh tế cho gia đình ấy. trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi đã nỗ lực và thực hiện một số cái, cái công việc Thứ nhất là cùng với vợ trồng cây cao su với trồng thêm cây điều với trồng thêm lúa nước với trồng thêm cái mì và hiện nay thì hai vợ chồng thì trồng cũng năm hết cao su với 3 ha điều, với 4 xào lúa ruộng và 3 hecta mì. Hàng năm thì vợ chồng tôi thu nhập năm thì có khi hơn 200 triệu hoặc là khoảng 200 triệu. Từ cái số tiền đó thì hai vợ chồng tôi là mua thêm con bò, nuôi bò và mua thêm ít diện tích đất để tăng thêm diện tích đất để mà hai vợ chồng có thêm diện tích đất để tăng gia sản xuất. Hiện trên địa bàn xã Moray đã có hơn 85 hecta trồng cây ăn quả, trong đó có một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sầu riêng chiếm 60 đến 65% diện tích cây ăn quả trên địa bàn. Qua thực hiện kế hoạch tái cơ cấu cây trồng trên địa bàn thì bước đầu cũng đã có những cái hiệu quả nhất định. Thì hiện tại thì trên địa bàn xã thì có nhiều cái mô hình phát triển kinh tế. đặc biệt là cái mô hình trồng sầu riêng rồi mô hình trồng cây ăn quả như là cam, ổi, quýt của hợp tác xã Trường Xuân. Và một số cái hộ gia đình hiện tại trên địa bàn xã cũng đã tiến hành là trồng cây ăn quả. Với những kết quả đạt được trong thời gian tới ủy ban nhân dân samurai tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện sa thầy để giúp người dân cải tạo vườn tạp tiếp cận các mô hình sản xuất mới cho hiệu quả kinh tế cao đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất từng bước làm thay đổi tập quán canh tác của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững theo đó, ủy ban nhân dân xã sẽ lựa chọn những hộ gia đình có điều kiện về đất đai, kinh tế để cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện mô hình điểm cho các hộ khác học tập và noi theo. Về cái hồ chăm sóc kỹ thuật thì mình cũng hướng dẫn bà con. Như trước đây thì có một số bà con họ chưa nắm về kỹ thuật là làm lúa nước. Ấy. Mình lên mình hướng dẫn bà con hoặc là mình nói bà con là chọn những cái giống cây nó tốt nhất nó mang lại hiệu quả sau khi mình thu hoạch và cây điều cũng thế mì thế bà con trước đây là không biết sử dụng phân bón bây giờ là mình mua xong mình sử dụng trước sau đó là mình có kỹ thuật rồi bắt đầu mình hướng dẫn lại bà con thì so với cái đám mì mà mình không dùng mình bỏ phân với bón mì mà mình, mình 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 bỏ phân là nó nó sẽ khác cuối năm mình thu nó tăng hơn nhiều hơn đấy bà con hiện nay là cũng một số bà con họ họ họ, họ nắm về kỹ thuật họ làm tốt việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Morai thực sự tạo thành đòn bẩy về sản xuất nông nghiệp. Đáng kể nhất là tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, thay đổi dần phương thức tập quán canh tác lạc hậu, manh mốn, nhỏ lẻ, ý thức tự thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người của xã cũng từng bước được nâng lên, từ 18 triệu đồng lên 21 triệu đồng năm 2021. So với những năm trước đây, bà con thật sự rất là khó khăn. Thứ nhất là đường xá, thứ hai là giá cả thị trường nó không ổn định. Bữa nay thì đường xá rồi thuận tiện giá cả nó ổn định thì thu nhập mũ cao su cũng như các loại cây nông sản nông nghiệp đó cây sắn đồ là nó nó, nó 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 giá nó cao thì bà con thu nhập cao hơn cái so với trước đây thì đời sống bây giờ nó uh, khá hơn nhiều một số hộ bây giờ gọi là đủ ăn đủ ấy trong gia đình khá hơn nhiều nhà cửa khang trang rồi xe cổ đầy đủ. So với mấy năm trước thì nhà ở lụp sụp tạm bỡ nhưng mà so với mấy năm nay thì hầu như là toàn các hộ đều có nhà ở hết. Chỉ có một hai hộ trong thôn bây giờ chỉ còn một hai hộ là có nhà ở tạm bỡ còn bao nhiêu hộ là đều có nhà với kiên cố về khang trang. Dân số mình là hiện tại là 177 hộ trên 600 nhân khẩu. Trước đây thì hộ nghèo thì nó trên 40 hộ, bây giờ nó còn 10 17 18 hộ. Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2021, xã Morai đạt 12 trên 19 tiêu chí. 3 trên 10 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu của xã phấn đấu và duy trì các tiêu chí đã đạt được, cố gắng xây dựng làng sộp đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022. Cảm ơn em đảng nhà nước nói chung về giống như, như xã này công ty bài tám này nói riêng cảm ơn nhà nước quan tâm ngày xưa nó khác bữa nay càng ngày càng xã hội này, thấy điện đường trường trạm như thế này nó vui rồi qua cái kết quả xây dựng nông thôn mới như thế thì trên địa bàn xã Mô đây cũng bộc lộ nhiều cái khó khăn còn phải được sự giúp đỡ của các cấp các ngành và sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và đặc biệt nhân dân trên địa bàn. Cái các cái tiêu chí khó đạt đó là thứ nhất là tiêu chí về giao thông, thứ hai là tiêu chí về thu nhập. Ở trên địa bàn xã thì có 80% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn còn khó khăn. Cho nên là về cái tiêu chí về thu nhập thì vẫn còn đạt thấp so với mặt bằng chung của huyện tính tới cuối năm 2021 và nghèo giai đoạn 2225 thì trên địa bàn xã hơn 22% là hộ nghèo. Và để đạt được cái tiêu chí này thì cũng phải nói rằng là một cái sự nỗ lực cố gắng. Thứ tư đó là tiêu chí về nhà ở khu dân cư. Thì vẫn còn nhiều cái khó khăn. Trên địa bàn xã thì nhiều hộ gia đình đặc biệt là những cái hộ gia đình mà mới tách hộ lập vườn thì vẫn còn nhà tạm nhà chưa kiên cố theo đặc chuẩn của bộ xây dựng để chương trình xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa sâu rộng thời gian qua xã moray đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thông qua nhiều đợt tuyên truyền với những hình thức phong phú đa dạng người dân đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước cùng với việc huy động sức dân phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2025.